Mẹ có thấy cái hình ảnh mà người con trai này tặng quà cho con gái của mẹ không? Dạ có, lúc đó là tất cả mọi người đều thấy luôn. Bạn này rất tâm lý nha, phụ nữ ai mà chả thích túi. Đúng rồi. Còn túi tụ làm nữa, trời ơi, đổ cái một. Bà con có xúm lại hỏi sơ yếu lý lịch gì không? Dạ có ạ. Nhất là các bác hỏi rất là nhiều, các bác hỏi là ở đâu rồi, quen được bao lâu rồi, với lại là có mấy chị nữa. Mấy chị kêu là chút là chưa bao giờ đưa ai về nhà hết á, nay mà dẫn về mà còn dẫn ngay đám giỗ luôn, là cả dòng họ luôn là biết rồi, là coi như ra bác luôn rồi đó. Dạ đúng không? áp lực không? Dạ không, tại vì em bộ đội á thì cái tính của em nó tự nhiên quen rồi. Rồi đến bao lâu thì hai đứa mới chính thức quen nhau? Tới tháng 9 thì tụi em mới chính thức quen nhau. Từ đám giỗ, tháng giỗ năm, tháng mấy? Đám giỗ là tháng năm. Là 4 tháng sau. Bên nào tỏ tình với bên nào chứ? Giờ bên đó tỏ tình với em. Lúc đó em đang thi lái xe ô tô. Anh cứ kêu là em ơi, em là bạn gái anh nha. Đang thi mà đang học bài bật á, kêu bật quá. Để thi xong đã là tính. Lúc mà em thi mà em bị trượt cái phần mô phỏng, sau em học lại mà đang ôn bài mà em ơi, em là bạn gái nha. Anh nói là thi xong rồi quen mệt quá, lỡ thi rớt nữa làm sao. Em thi xong rồi anh lên trên chỗ thi của em luôn. Cái anh nói em thi đậu không? Đâu, em là bạn gái anh nha. Tôi chưa biết kết quả mà cứ làm hoài. Cũng chưa nhận lời luôn. Chưa. Cho tới khi em biết kết quả em đậu bằng lái xe rồi bắt đầu em mới chấp nhận. Ví dụ như bữa đó con bé nó rớt rồi sao ta? Thì chắc là không có ngày hôm nay. Ba lần em tỏ tình đều bị từ chối là lý do ta đang học vậy á. Em có quê không? Dạ không, phải kiên định với mục tiêu lý tưởng của mình chứ. Hay à, đó các bạn học tập nha. Nghe chưa? Mà mỗi lần em tỏ tình như vậy á là em phải chạy gần 60 cây số, tại từ nhà em xuống dưới Châu Đức và Rịa Vũng Tàu lận. Trời, wow, đẹp trai không bằng trai mặt nha các em. Ủa, mà em thấy tội nghiệp không, nó đi một quãng đường xa thì là xa, xong mà 3 lần bị từ chối. Từ chối có lẽ là không phải là từ chối mà là kế hoãn binh thôi. Nên em nghĩ lại càng làm cho bạn này bạn nuôi thêm hy vọng. Sao ông không chọn cái giờ người ta nghỉ ngơi á, hoặc là cái giờ người ta ăn cơm, hoặc cái giờ người ta đang vui á, tỏ tình ngay chân cái lúc mà người ta ôn thi là sao vậy? Cái giờ giấc thì em nghỉ rất là khó. Thì cái khoảng thời gian em nghỉ là đa số là em phải báo đơn vị, em xin được phép em mới được đi ra khỏi đơn vị. Xuống là toàn là những cái giấc đó thì em phải tỏ giấc đó chứ. Tranh thủ đấy ạ. Quá trình yêu nhau á thì hai bên gia đình có tác hợp không? Lúc mà hai đứa quen thì gia đình em rất là hợp tác. Như là tháng 12 á, là gần Tết á, thì ba có nói chuyện với hai đứa. Thì ba mới nói là bây giờ mà có yêu nhau, có cưới nhau á, thì chồng em về nói với ba mẹ, kêu ba mẹ xuống cưới. Xin cưới đàng hoàng cho quen tiếp, còn không thì thôi hai đứa chia tay tìm mối khác, chứ đừng có ương dở dở như vậy tốn thời gian cả hai. Thì là anh này kêu xuống luôn. Gia đình em thì anh biết là sẽ ủng hộ rồi đó, còn cái gia đình Quân thì sao? Gia đình em á là phải, nếu mà gặp được bạn vợ em hiện tại á là gặp là lúc là tới Tết, ra Tết năm ngoái lần đầu tiên gặp á, thì nói chung là ba mẹ cũng có cảm tình, bởi vì là vợ cũng nhiệt tình lắm, khi vào nhà cũng nhiệt tình, cũng năng nổ, cũng có như là vào cũng hay phụ làm việc này và kia, cho nên ba mẹ cũng thích ưng. Vừa ra Tết xong là mùng 7, mùng 8 gì á Tết á, là ba mẹ kêu là xuống dưới nhà, xuống hẳn dưới nhà vợ luôn là nói chuyện. Mới gặp lần đầu, gặp được có một lần một là xuống nhà rồi. Trời, tức là hai bên gia đình là không có gì sóng gió hết. Đúng rồi. Khi mà Quân mà ra mắt chỉ có mẹ vợ thấy thôi. Thế còn ba thì như thế nào? Nói chung là ba cũng ưng em, tại vì em cũng bộ đội giống ba. Khi mà em tới nhà lần đầu tiên luôn á thì em không có chào bác. Em chào ba mẹ luôn. Dứt luôn. Rồi. Ủa ha, không thấy mặt bạn đâu hết rồi sao chị? Rồi bây giờ mình bắt đầu với giới thiệu về bản thân mình giúp chị nha. Dạ. Và tên, tuổi, quê quán, nghề nghiệp nè. Đinh Quốc Mạnh à. Rồi mình nói tiếp đi em. Đinh Quốc Mạnh quê ở Hà Tĩnh. Đinh Quốc Mạnh ở Hà Tĩnh đúng không? Dạ, rồi hiện, làm gì ở Hà Tĩnh? Hiện tại gia đình đang sinh sống tại Bà Rịa Vũng Tàu chị ạ. Quê ở Hà Tĩnh thôi nhưng mà mình đang ở Vũng Tàu, mình làm gì ở Vũng Tàu mà anh? Dạ làm công ty cơ khí. Là em làm thâu gì trong đó? Dạ thợ han ạ. Dạ. Lương tháng ổn không Mạnh ơi? Cũng thường thường chị. Thường thường là sao? Cũng đủ, nói chung là cũng tạm ổn. Trung bình một tháng bao nhiêu? Tháng 15-16 triệu. 15,
6 triệu là được rồi. Rồi, bây giờ mình nói về tình trường của mình một xíu đi Mạnh. Có mấy mối tình rồi? Dạ. Có mấy mối tình rồi em? Mối tình có mấy mối tình thôi, nhưng mối tình gần nhất là năm 2022. Ừ, rồi sao chia tay? Thì cũng không biết lý do nữa, thì người ta chia tay người ta bảo là không hợp. Ừ. Dạ. Yeah. Rồi sau cái mối tình đó thì em rút ra bài học gì cho mình? Dạ. Yeah. Em rút ra được bài học gì cho bản thân mình? Bài học thì em nói chung đi ra ngoài sống, cuộc sống đi làm ăn ở ngoài thì em hiểu, cũng biết rồi. Tôi hỏi á, ông quen người ta bao lâu, 2022 chia tay thì ông rút ra kinh nghiệm bản thân cho mình là cái gì trong tình yêu ông ơi? Dạ, thì kinh nghiệm thì quen người ta hơn cả một năm. Ừ. Mới sau. Nhưng mà ngày có quan tâm ta không? Có yêu thương ta không? Có. Ủa, chắc bình thường là em cũng nhát vậy hả? Dạ. Bình thường em cũng nhát cái vậy hả? Ít nói chuyện hả? Dạ. Bình thường em nhát chứ ít nói chuyện vậy đó hả? Không, em thì nói chung là chắc là em suy nghĩ là chắc là người ta chê gia đình em đang nghèo thôi chứ không có gì cả. Rồi. Rồi bây giờ em mong muốn khi mà lên chương trình thì em có tìm được người nào thích hợp với mình, nhưng mà chị nói em nói ở bình thường em cũng rề rà vậy hả, chậm chậm vậy hả, mình nói chuyện mình nói nhanh chứ được không? Dạ đang được. Mà mình vui vẻ em xíu được không? Sao chị thấy buồn quá vậy? Dạ được, tại em đang ở trong công ty á, nó hơi ồn đúng không? Dạ. Rồi ok, thì chị ghi nhận những cái thông tin này của em ở đây. Tại vì ở đây bây giờ em ở trong công ty thì nói nữa thì em cũng không có thể hiện được bản thân mình ha. Nên là nếu như mà được lọt vào vòng 2 của chương trình này hẹn hò thì chị sẽ nói chuyện lại tiếp với em ha. Rồi cảm ơn em nhiều nha. Dạ vậy, bởi vì em nhờ bên chương trình giúp đỡ em gặp được một người để cùng nhau lập gia đình sống cuộc sống mới hả?